Vâng ạ, thì lần đầu tiên cho phép Du gửi lời chào tất cả các anh chị có mặt trong cái chương trình webinar của đội nhóm Nu Việt chúng ta ngày hôm nay. Thì Du giới thiệu với tất cả các anh chị chúng ta về bản thân cá nhân Du một chút. Du ạ, tên đầy đủ là Đồng Công Du, và hiện tại thì Du đang làm 100% thời gian cho cơ hội kinh doanh với Nu Skin. Thì trước khi tham gia Nu Skin thì Du tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Du đang theo học cử nhân kinh tế và Du mới tốt nghiệp cử nhân kinh tế được hơn 1 năm, và ra trường thì Du tập trung 100% làm với cơ hội kinh doanh với Nu Skin. Và cái lý do mà khiến Du quyết định tham gia công việc kinh doanh với Nu Skin này, bởi vì Du nhận ra một điều, đó là đây là một cái cơ hội cho Du được phát triển bản thân, hoàn thiện con người mình một cách tốt nhất, nhanh nhất và toàn diện nhất. Cái lý do thứ hai khiến Du quyết định tham gia công việc này, đó là Du nhận ra một điều, Nu Skin là một cái cơ hội có thể cho phép Du xây dựng được cái hệ thống trên 53 quốc gia, 54 quốc gia và 64 tỉnh thành. Và cái lý do thứ ba khiến Du quyết định tham gia công việc kinh doanh với Nu Skin này, bởi vì Du nhận ra là đây là cái cơ hội duy nhất có thể cho Du được sở hữu một chuỗi hệ thống, cũng như là được làm chủ của các ông chủ của các ông chủ các chị ạ, một chuỗi hệ thống. Thì đấy là ba cái lý do khiến Du quyết định, Du cam kết Du tham gia công việc kinh doanh với Nuskin này. Và đồng hành cùng với Du trong cái công việc kinh doanh với Nuskin này cũng là những người apply sponsor cũng giúp cho Du rất là nhiều trong quá trình kinh doanh với Nuskin. Và trước khi tham gia Nuskin thì Du lúc đó thì Du còn rất là trẻ các anh chị ạ. Du lúc đấy là đầu đầu cuối năm 19 tuổi, đầu năm 20 tuổi, và đến hiện tại thì Du 23 tuổi. Và hiện tại Du đang tập trung 100% thời gian cho công việc này, và Du tin một điều là đang sắp tới thì mình sẽ có một sự đột phá, mình sẽ tập trung mình làm mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì Du là một người rất là bình thường các anh chị ạ, nhưng mà Du cũng làm được công việc này. Và Du tin một điều rằng khi mà Du làm được thì tất cả các anh chị chúng ta thì các anh chị đều có thể làm được cái công việc kinh doanh với Nuski này. Và quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, thì chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề về hệ thống các anh chị ạ. Tối thứ tư hàng tuần là tối thứ tư của Du cũng như là chị Bích Hợp là chia sẻ về hệ thống. Thì trong cái webinar ngày hôm nay thì Du sẽ nói chia sẻ với tất cả các anh chị chúng ta một chút các kinh nghiệm ứng dụng internet trong kinh doanh Nuskin. Thì đây cũng là một hỗ trợ về hệ thống. Hệ thống thì tất cả các anh chị chúng ta đều chạy theo một cái hệ thống, đó là hệ thống số 7, đúng không ạ? Du sẽ mở cái slide trong số 7 Du nói qua một chút. Thì đây là cái mà chúng ta Du sẽ phải nói đi nói lại một chút về số 7 các anh chị ạ. OK, cái hệ thống số 7 sẽ là cái mà tất cả các anh chị chúng ta nắm bắt để chúng ta trong quá trình chúng ta làm công việc kinh doanh với Nuskin này, thì tất cả các anh chị chúng ta trong đội nhóm của chúng ta đều theo các nguyên tắc của hệ thống số 7 các anh chị ạ. Đó, thì đây là cái nói số 7. Thì Du nói qua một chút về hệ thống số 7. Hệ thống số 7 này thì nếu mà có một ai đó mới tham gia vào Nuskin ấy, thì có một cái ý tưởng nào đó ấy, thì có thể là các anh chị chúng ta là chúng ta có thể là xem xét lại, bởi vì là tất cả những cách đi thế nào thành công nhất, đúng nhất thì chúng ta đã có một cái hệ thống để chứng minh cái kết quả rồi các anh chị ạ. Tức là cái công việc Nuskin này, chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta làm việc này, chúng ta hãy ngồi với người apply của chúng ta thì họ sẽ nói chúng ta về hệ thống số 7 cũng như các cái sự kiện của đội nhóm, và họ sẽ hiểu được là họ cần làm những cái gì để thành công các anh chị ạ. Và cái hệ thống số 7 sẽ là cái la bàn ấy, thay bởi vì có thể là mỗi người khi mà tham gia công việc kinh doanh với Nuskin này thì ở một ngành nghề khác nhau các anh chị ạ. Nên là Du thấy một cái điều đó là thông thường ấy, thì chúng ta làm ngành nghề nào thì cái ý tưởng kinh doanh Nuskin ấy, thì chúng ta hay theo ngành nghề đó, thì đó là cái mà là có thể là giúp cho tất cả các chị chúng ta có cái kết quả ngay thôi. Nhưng mà nếu mà để đi xa thì chúng ta cần có một cái hệ thống để nó giống như là cái la bàn để chúng ta đi cùng với nhau. Thì hệ thống số 7 là cái hệ thống mà giúp tất cả các anh chị chúng ta là cùng làm công việc này một cách tương đối giống nhau các anh chị ạ, để các anh chị có thể phát triển hệ thống bền vững và lâu dài đó. Thì Du chỉ điểm qua các anh chị một chút cái chủ đề để một chút thôi. Và hiện tại đội nhóm của chúng ta thì đang tập trung theo cái chiến lược, đó là chiến lược 1-2-3 các anh chị ạ. Và đây là cái chiến lược mà đang phát triển rất là tốt cái chuyện. Và Du thực sự Du thấy là nếu mà nói đến là một ngày tôi cần phải làm cái gì, thì tất cả các thành viên trong đội nhóm của chúng ta tập trung một cái việc, đó là 1-2-3. Thì cái chính sách chiến lược 1-2-3 này không phải là cái chiến lược mà mình làm với downline của mình cái chuyện, và cái chiến lược mà mình cam kết với chính bản thân mình. Lúc đầu khi mà làm công việc này thì Du cũng thỉnh thoảng Du cũng bị rơi vào cái tình trạng là Du đi lo cho downline của mình nhưng mà quên mình cái chuyện. Thì đây là cái chiến lược 1-2-3, là cái mà họ nói cái chiến lược 1-2-3 là cái chiến lược mà và mình phải làm của bản thân mình trước, và khi mà mình làm gương thì downline của mình họ sao chép những cái gì mà mình làm, đúng không ạ? Nên đây là cái mà có thể các anh chị chạy cái chương trình 90 ngày, chúng ta nên chạy theo cái chiến lược 1-2-3 này để các anh chị có một sự đột phá trong kinh doanh. Và nếu mà cái đây là cái một cái kinh nghiệm của Du khi mà Du làm ấy, rất dễ chúng ta rơi vào cái tình trạng quản lý, đúng không ạ? Quản lý là gì? Quản lý là khi chúng ta có downline ở dưới thì lúc nào chúng ta cũng lo lắng cho downline, để đi hỗ trợ downline từng tí một này. Nhưng mà công việc kinh doanh với Nuskin này nó lại rất là đơn giản cái chuyện. Downline của mình họ chỉ cần biết 3 việc thôi. Thứ nhất, đó là họ sử dụng sản phẩm và ghi nhận sự thay đổi tích cực. Thứ hai là chia sẻ bằng video clip cho 5 người bạn trên một ngày các anh chị ạ.
Và cái thứ ba là họ nghe webinar online vào chỉ và dẫn .com vào 21 đến 22 giờ. Thì đây là cái chương trình mà rất là đơn giản để các anh chị chúng ta làm, đúng không ạ? Và hàng ngày họ phải chia sẻ với người mới cái gì ạ? Họ tìm kiếm nhu cầu của người mới này, chia sẻ video clip này và mời vào webinar để hỏi đáp này. Ví dụ như là nếu mà chúng ta có một số người mà cái mà chúng ta muốn nhân rộng tốt nhất ấy, cái mà có thể là phát triển đội nhóm tốt nhất ấy, thì thực sự tôi thấy là cái chiến lược của đây ba là cái rất là hay. Đó là cái mà có thể là giúp cho tất cả các anh chị chúng ta nhân rộng cách đơn giản nhất và giống nhau nhất và tốt nhất và nhanh nhất các anh chị, không phải chăm, đúng không ạ? Hệ thống sẽ hỗ trợ chúng ta. Thì đây là cái chương trình mà đương nhiên lại ngoài cái các cái webinar này thì các anh chị có các cái sự kiện của đội nhóm của công ty thì các anh chị vẫn tham dự, đúng không ạ? Hoặc là tới đây ví dụ như Alanga Gao, thì Malik Alanga Gao tới đây về Hà Nội thì có tổ chức buổi chương trình thì các anh chị vẫn tham dự. Nhưng đây là cái mà chúng ta vẫn làm, nhưng ngoài cái này ra chúng ta tham dự thêm các cái sự kiện nữa, đúng không? Thì đây là cái mà chúng ta các anh chị hiểu. Và cái mà nếu mà chúng ta răn chúng ta chạy theo đúng cái 1 2 3 này thì bản thân của mình ấy sẽ tuyển được, chắc là sẽ phát triển đến rất là nhanh, mà chúng ta không bao giờ phụ thuộc bất cứ một người downline nào các anh chị ạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta rơi vào tình trạng quản lý gì ạ, khi chúng ta tìm được một người downline sau đó thì cứ đi hỗ trợ hết người outline đó thì cứ bảo họ lên danh sách làm đi nhưng họ không làm, đúng không? Thì sao chúng ta cứ ngồi chờ đợi họ, thì đấy là chúng ta rơi trên nhận quản lý và đấy là cái mà sẽ giảm cái đội nhóm ta chậm chạp. Hoặc chúng ta có thể chúng ta có một hai downline nào đó, đúng không? Thì cái này là do phải học chú Đin các anh chị ạ. Chú Đin là cái người mà làm gương rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Và đúng là cái công việc kinh doanh với Nuskin này rất đơn giản các anh chị ạ. Chúng ta cần phải có một cái sự làm một gương, phát triển cách đều đặn liên tục, đúng không? Xây dựng một cái đội nhóm liên tục của chính bản thân chúng ta. Thì downline của chúng ta họ sẽ thấy cái đó là cái câu chuyện và chúng ta sẽ sao chép cái điều đó. Nên thành ra là cái chiến lược 123 giúp tất cả các anh chị chúng ta xây dựng cái đội nhóm, và họ nói là cái chiến lược 123 thì nói về bản thân mình làm trước các anh chị ạ. Nếu mà bản thân mình Dô rất thích một cái câu của chú Linh nói là gì ạ? Khi mà bố mẹ mà không 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 no thì các con làm sao mà no được, đúng không? Tức là bố mẹ mà đói thì các con cũng đói. Và khi mà bản thân mình có một cái doanh số là 10.000 điểm một tháng, 2.000 điểm một tháng thì bản thân mình có một cái năng lượng trước, bản thân mình có một khí thế trước. Thì lúc đấy mình mới giúp được downline của mình, và downline của mình họ nhìn vào mình họ sao chép. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo một cái cách truyền thống là gì ạ, chúng ta tuyển một downline và giúp cho họ, đúng không ạ? Cứ ngồi suốt ngày lo lắng làm việc cho họ, thứ nhất là họ không hoàn thiện được, nhưng mà cái thứ hai là cái nguy hiểm hơn đấy là mình không có người mới, cái thói quen của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nên đây là cái mà mình nên chạy theo mỗi ngày đó. Thì ra có thể Du sẽ mời một số leader có một cái khả năng phát triển hệ thống rất là tốt trong thời gian gần đây, có thể chia sẻ một chút. Và quay lại cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì Du sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là Internet trong kinh doanh với Nu Skin các anh chị ạ. Thực ra thì cái thế kỷ 21 này nếu mà chúng ta không dùng Internet ấy, thì có thể nó sẽ là một cái thiệt thòi với tất cả các anh chị chúng ta. Internet sẽ giúp tất cả các anh chị chúng ta là xây dựng một cái đội nhóm, mà thực sự thì khi mà Du ra mới ra vào Nu Skin ấy, Du thấy là Du thấy là phải nói là không ở các cái môi trường khác ấy, thì không có được cái văn hóa nhưng không có được cái phong cách làm việc như ở đây ấy. Thì ở Nu Skin của chúng ta ấy, đặc biệt ở đội nhóm của chúng ta, đội nhóm Nu Việt anh chị ạ, thì chúng ta có một cái phong cách làm việc, chúng ta có một cái áp dụng internet rất là tuyệt vời anh chị ạ. Và Du cũng học hỏi được rất là nhiều điều khi mà Du áp dụng cái kinh doanh với Nu Skin, ví dụ như từ các cái chăm sóc khách hàng của Du ấy, thì thay bởi vì là Du cứ phải làm cái buổi hội thảo, phải gọi điện khách hàng, phải làm việc ấy, thì Du cũng có một số cái trang web về phải, Du có thể chia sẻ với các anh chị chúng ta một chút này. Thì Du có một số cái trang này là một số cái trang mà có thể là các anh chị cũng nên tạo cái trang các anh chị, mỗi người thì có một cái trang riêng của mình, nên có một cái trang riêng để chăm sóc khách hàng của mình các anh chị ạ, để chăm sóc người nhà phân phối của mình. Ví dụ một cái trang riêng của Du này thì Du hay có những cái chia sẻ về Azerbaijan của khách hàng của Du ấy, thì Du có thể là post ở trên này các clip Du post ở trên này. Sau đó thì tác một số của Du những người đang quan tâm về Azerbaijan vào đây thụ động các anh chị ạ. Thực ra cái thế kỷ 21 là cái thế kỷ mà không còn cái sự chủ động nữa. Nếu mà hàng ngày mà chúng ta cứ gọi cho khách hàng chúng ta gọi gì ạ? Chị ơi mua máy đi, chị ơi dùng gel đi, chị ơi làm cái này đi, cái đi đi, đi. Thì cái đấy là cái truyền thống của các anh chị ạ. Nhưng mà cái thế kỷ 21 này là thế kỷ mà các anh chị chúng ta sẽ làm theo một cái cách, đó là kể cả như là tất cả các anh chị chúng ta là không chúng ta không cần phải, không nhất thiết là chúng ta phải gọi điện khách hàng ấy, nhưng mà khách hàng của họ vẫn được xem các clip này, thì đó cũng là họ đang được chăm sóc các anh chị ạ. Và đây là cái điều tuyệt vời các anh chị ạ. Và cái công việc kinh doanh với Nu Skin của mình ấy, là mình làm thật tự nhiên ạ. Có thể là Du rất thích một cái đó là cái cách làm việc ở đây đó là gì ạ? Chúng ta không bao giờ phải thúc giục đau này chúng ta là gì ạ? Em ơi vào cái webinar đi, em phải làm cái này, em phải làm cái kia. Bởi vì nếu mà chúng ta áp lực như thế thì chúng ta lại rơi vào diện quản lý. Nhưng mà ở Nu Skin ấy, cách làm việc đặc biệt của chú Đin, Du học rất là chú Đin rất là nhiều điều, và chú Đin sẽ làm theo một cách đó là gì ạ? Cách đó là lãnh đạo làm gương anh chị ạ, và tự họ muốn, tự người downline của mình họ muốn cái điều đó. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải Du cũng học được rất là nhiều điều. Thì cái cách làm ở Nu Skin áp dụng internet là gì ạ? Khi mà các anh chị có thể post những clip đây, Du như một số cái clip này tại sao là AZLogMe này,
bạn report lên trên cái trang này và tôi tag những khách hàng của mình, những tiềm năng vào đây, họ đang muốn tìm hiểu. Thì làm khi mà họ được tag vào đây thì tự nhiên là gì, tự nhiên họ sẽ xem. Thì đấy cũng là một số cách mà các anh chị có thể áp dụng trong kinh doanh với Nuski. Bởi vì cái công việc này nếu mà chúng ta cứ làm theo một cách truyền thống là gì ạ, không áp dụng internet nào ấy, thì ở đội nhóm của Zoom có một số bạn trẻ làm internet rất tốt các anh chị ạ. Tôi thấy là bạn ấy không đi gặp, không tư vấn khách hàng một cách cơ bản nữa, bạn ấy có thể là ở nhà, bạn ấy gọi điện khách hàng, bạn post mấy cái bài lên, bạn tag mọi người vào, thế là khách hàng của bạn ấy tự gọi điện cho bạn này mua Azedomi, đúng không ạ? Mà thực sự đây là cái cách mà quá thông minh đấy chị ạ. Nếu mà thế kỷ 21 này mà bạn ấy vẫn làm theo một cách cái gì ạ, ôi chị ơi có nhà không, em qua em đo em cân cho chị, em tư vấn cho chị, thì tự nhiên là cái gì ạ? Tự nhiên cái người đó họ sẽ rơi một cái tình trạng là gì ạ, họ sẽ cảm nhận được là ôi mình đang bị bán hàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo một cách thật tự nhiên ấy, online Facebook nhẹ nhàng đúng không ạ, có gì hay chia sẻ với nhau, ơi em có cái clip hay đó, nhẹ nhàng thôi, thì tự nhiên thì khách hàng của chúng ta họ sẽ có một cái cảm nhận các anh chị ạ, họ sẽ có được cái sự thay đổi và họ sẽ thấy được cái kết quả. Thì đấy là cái cách mà các anh chị chúng ta làm kinh doanh rất là đơn giản các anh chị ạ. Thực sự thì cái trang web này của Zo ấy, Zo Zo có một cái trang web này nhưng mà cái hiệu quả rất là cao các anh chị ạ, và Zo chăm sóc khách hàng của Zo rất là nhẹ nhàng đơn giản. Hoặc là Zo có một cái trang, một số cái trang đây, cái này tôi có thể share với các anh chị trong một chút này. Đó, thì trong cái trang này thì Zo cài đặt tất cả cái clip, rồi cài đặt tất cả sẵn luôn. Đấy, ví dụ trong cái này của Zoom là có sẵn tất cả các cái clip luôn, ví dụ như là sử dụng sản phẩm, gửi clip gì cho khách hàng này, thì cái người downline của mình, người mới vào cái chị ạ, cái này là cái mà chúng ta cần phải nói, cái downline của chúng ta, cái người downline của Zoom khi mới vào thì Zoom đấy, họ muốn R2 họ tự copy clip R2 gửi cho bạn bè của họ, họ muốn gửi clip TR90 họ cắt, họ copy cái đường link cho TR90 họ tự gửi cho bạn bè của họ, đúng không ạ? Thì đây là cái cách mà rất là đơn giản để các anh chị có thể xây dựng hệ đội nhóm của mình. Hoặc là ví dụ như là cái sự kiện nghệ thuật từ chối ta Du, hay có một cái trang này, và cái người mới của Du, tất cả người mới của Du là Du đều tác người ta vào cái trang này và tự họ xem cái chị và tự họ share cho bạn bè của họ. Thì đây cũng là cái cách mà thay, bởi vì chúng ta huấn luyện cho họ gì ạ, ui ôi, hôm nay thì ngồi huấn luyện cho họ về chu phây dùng như thế nào này, hôm nay huấn luyện cho họ về công nghệ kết có webinar như thế nào, rất là phức tạp anh chị ạ. Thì chúng ta có thể tạo được Du, tạo Du là tạo một cái trang sẵn của Du thế này, sau đó thì bạn bè của Du ấy, thì là Du cứ tag họ vào đây, xong Du nói với họ gì ạ, à? Thì nếu mà chị cần cái gì thì chị vào đây chị copy thì gửi cho bạn bè của chị, các bạn chị cần chia sẻ cái gì thì cứ copy vào đây chị gửi cho bạn bè của chị. Thế đây là cái cách mà Du thấy là rất là đơn giản để các anh chị có thể là xây dựng cái đội nhóm mình, và các anh chị, mỗi anh chị có một cái team riêng ấy, thì các anh chị cũng nên làm những cái như thế này để các anh chị có thể là phát triển đội nhóm, một team tất cả các anh chị. Thì đây là cái kinh nghiệm của Du khi mà Du làm trong việc kinh doanh với Nu Skin các anh chị ạ. Và trong công việc Nu Skin này thì có rất nhiều cái mà các anh chị có thể áp dụng vào internet để làm. Dù ví dụ đơn giản nhất như cái webinar tối ngày hôm nay đúng không ạ? Thực sự thì chuyện mà huấn luyện bây giờ không nhất thiết là cứ phải đi công ty các anh chị ạ. Có thể hoàn toàn có thể có nhiều anh chị có thể ở nhà đúng không ạ? Có thể là đôi khi là đương nhiên là chúng ta lên công ty chúng ta có những cái chương trình huấn luyện chúng ta có thể làm ở nhà, chia sẻ cho bạn bè của mình ở nhà. Sau đó thì có thể là mọi người vào mọi người nghe, mọi người có cái câu hỏi gì thì ấm vào bàn tay phát biểu ý kiến. Sau đó thì có những người mà có kinh nghiệm sẽ giải quyết tất cả các thắc mắc của tất cả mọi người. Thì đó là kinh doanh các anh chị ạ, đó là cái sự rất là đơn giản trong cái công việc này. Nên cái công việc kinh doanh với Nuskin này nó cần một cái sự tự nhiên và đơn giản. Nếu mà chúng ta làm công việc này càng đơn giản thì cái kết quả càng tốt, kết quả càng cao các anh chị ạ. Và thực sự thì cái internet chúng tất cả các anh chị chúng ta làm cái công việc kinh doanh này là cái tốt nhất. Thì bây giờ đi sâu hơn một chút thì Du chia sẻ tất cả các anh chị chúng ta trong các webinar ngày hôm nay. Một cái kỹ năng, gọi một cái kỹ năng nho nhỏ một chút, đó là kỹ năng mà kết nối cũng như là xây dựng hệ thống trên internet các anh chị ạ. Thì hôm nay Du sẽ chia sẻ với các anh chị chúng ta một gọi là kỹ năng tìm kiếm cái ứng viên tiềm năng của mình trên internet, đúng không ạ? Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta có một cái phần tìm bạn bè này các chị, các chị có thể ấn vào cái hình 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 cái này, hình cái hình hình, hình người này, và các chị thật tìm bạn bè các chị ạ. Thì trước khi làm cái này thì các chị nên phát ra một cái loại một một cái ứng viên tiềm năng của mình là gì, đúng không ạ? Chúng ta nên phát ra một cái đối tượng tiềm năng của mình là gì. Tức là cái này thì Du hay đạt làm một cái câu hỏi như này. Nếu mà cho bạn chọn một người downline bạn mong muốn ấy, thì bạn muốn downline của bạn là người như thế nào, đúng không ạ? Với cá nhân Du ấy, thì nếu mà cho chọn Du chọn một người downline mà Du mong muốn ấy, thì Du mong muốn downline của Du thứ nhất là mong 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 muốn ấy, thực sự nhá, thì Du muốn con trai downline của Du là một người con trai các anh chị ạ, là con trai, là một người nam có một cái sự mạnh mẽ các anh chị ạ, là một người mạnh mẽ cá tính, là một người mà làm chủ kinh doanh ở bên ngoài, là người có quyền quyết định, ta có khả năng lãnh đạo dẫn dắt đúng không ạ, dẫn dắt lãnh đạo, và là cái người mà con trai thông thường, cái này thì đó là quan điểm của Du thôi, con trai mạnh mẽ đúng không ạ, lãnh đạo và đặc biệt là có một cái khả năng gọi là quyết định trong mọi
Kể cả quyết định trong những cái có những quyết định thì họ có thể là có quyết định mà họ chịu trách nhiệm được cái công việc của họ, thì đó là cái mẫu mà Downline muốn. Thì bây giờ Du sẽ tự tìm một người Downline Du muốn như sau các anh chị ạ. Thì khi mà các anh chị vào cái phần này thì chúng ta có thể nhìn thấy ạ, đúng không ạ? Thứ nhất là các anh chị có một cái Downline mong muốn rồi, thì bây giờ cái thị trường mà các anh chị muốn tập trung vào thị trường gì, chúng ta nên có cái đó. Nếu mà chúng ta không có cái định hướng thị trường mà tập trung ấy, thì có thể là chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng đó là xô đẩy. Ví dụ như ngày mai có một người muốn tham gia thì nó chạy đi, ngày kia một người ở Downline ở Hải Phòng tham gia thì phải có, nên chúng ta cần có một cái mẫu Downline mà chúng ta muốn là gì, và cái phân khúc mà chúng ta đi là như thế nào, cái mẫu con người mà chúng ta muốn tìm con người như thế. Thì với Du thì Du thích Downline hiện tại chúng ta tập trung Hà Nội, thì Du muốn một người Downline là nam ở Hà Nội và làm kinh doanh đấy chị ạ, làm doanh nghiệp. Thì đây là cái mẫu mà Downline mà Du mong muốn. Thì khi mà chúng ta có cái mẫu ấy rồi nhá, thì chúng ta cần vào phần tìm kiếm này, chúng ta ấn vào Hà Nội này, đúng không đó, đang chạy một chút thì sẽ ra cái người bạn ở Hà Nội này tiếp theo nhé. Có thể là Du Du thì Du học trường đại học kinh tế đúng không ạ, thì Du nó sẽ ra thêm, nó sẽ lọc những cái người mà đang ở Hà Nội học tại trường đại học kinh tế Quốc dân anh chị ạ. Khi đó này, có thể vào chúng ta sẽ có thể chọn lọc nhé. Bắt đầu tuổi mà các anh chị mong có thể là gì cũng được. Ở đây có thể là các anh chị có thể nhìn này, đó trong này nhá, thì bạn chung rất là nhiều. Cái này thì có thể là những người bạn chung này có thể hạn chế tránh ra, vì rất dễ là những người làm skin rồi các chị ạ. Đây Mai Liêm này đúng không ạ, anh này làm mà kinh doanh đồng hồ đúng không ạ, thì bạn chưa Bạch Dương Ngô nên thôi không kết bạn được đó. Thì các anh chị như chúng ta là chúng ta chú ý là cái công việc này các anh chị được chọn bạn để kết bạn các chị ạ. Thì đây đây có một anh tên bạn là Vũ Duy Thanh các anh chị ạ. Đó ok, thì bạn này cũng học nhà kinh tế quốc dân này, và là bạn chung với chính người bạn này thì đều là học kinh tế quốc dân mà chưa có người quen. Dù bây giờ tôi sẽ thử xem bạn này như thế nào nhá, ấn vào đây một cái. Chúng ta khi mà chúng ta có cái mẫu nào đây chúng ta mong muốn ấy, chúng ta kết bạn Facebook ấy, thì dùng những cái chuyện mà một ngày các anh chị 5-7 phút online và có thể cà phê hoặc là chia sẻ với những người mà chúng ta mong muốn rất là đơn giản. Và hiện tại thì Du đang tập trung rất là lớn cho cái cách làm, và Du tập trung 100% Du mong muốn này. Bây giờ để cái ok, bạn này đang làm leader. Ok, bạn này là giảng viên đại học kinh tế luôn các chị ạ. Wow, rất hay đúng không ạ? Và bạn này bạn ấy thay đổi ngành đại diện ngày 17 tháng 5. Tức là đến thời điểm hiện tại là tháng 6 đúng không ạ? Chứng tỏ người này là người ít lên Facebook. Đúng không ạ? Ít lên Facebook. Ít lên Facebook thì các anh chị có thể là chưa nên kết bạn hộ, đúng không ạ? Bởi vì có thể nếu ta kết bạn ấy, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là bị chặn kết bạn đấy. Thành ra là cái công việc này các anh chị hiểu không ạ? Online là bao la, nên ai mạng rồi, mất mạng rồi. Cường anh An tắt mạng của em rồi. À, sao không có nghe tiếng của Du nữa? Ok, có thể Du bị mất cái sóng. À, có thể viết viết mấy chữ cho Du báo cho Du, thì Du còn không biết. Alo, alo, chú đi đâu? Rồi, rồi, ok Du. Cho đang vào, cho đây đang vào 3G điện thoại nhưng mà thôi rồi không được. Ok, thì trong cái phần này thì tiếp theo ấy, thì khi mà ví dụ như anh này chẳng hạn đúng không ạ, thì khi mà anh này anh không làm Du thấy anh này anh ấy là cũng là được đào kinh tế dân mà là một cái mẫu online mà tôi mong muốn rồi đúng không ạ. Thế bây giờ Du sẽ tìm tiếp theo này, tìm tiếp theo khi mà anh ít ít online Facebook ạ, chúng ta tìm tiếp theo này, có thể tìm trực tiếp Facebook bạn này luôn, tìm người con trai đúng không ạ. Khi chúng ta có quyền lựa chọn đúng không ạ, cái này là chúng ta quyền lựa chọn, thì có thể người nào mà chúng ta thấy là có một cái năng lực chúng ta chọn người đấy để ta kết nối đúng không ạ. Tôi Hoàng Khánh, Hoàng Khánh 20 tháng 6. Ok, bạn này là một bạn chưa có bạn chung bạn này đúng không ạ. Ok
Ok, bạn này thì không có cái chế độ là gửi kết bạn. Đấy, bạn này là giảng viên này. Bây giờ tôi sẽ vào bạn này tìm tiếp. Đúng không ạ? Các chị chú ý khi chúng ta các chị kết bạn với những người này thì sao? Thì lần sau các chị hủy nhớ cancel đi. Nếu mà người ta không chấp nhận thì phải cancel đi. Thì nếu mà cứ để đấy thì sẽ bị đấy đấy, sẽ bị chặn đấy. Đấy, bạn tìm đi này. Ok, tôi sẽ mở cái đường link của bạn này là một này. Cái mẫu mà tôi muốn người đàn ông cái mẽ cá tính và có quyền quyết định trong mọi thứ, nên thành ra là cái đối tượng mà mình tìm ấy, đây là mỗi người, đây là cái kinh nghiệm của Du, nhưng mà mỗi các anh chị sẽ có một cái phân khúc đi riêng nha anh chị ạ, sẽ có một cái đối tác, con sẽ có một cái người mà cái mong muốn riêng, đúng không ạ, nên thành ra là các anh chị có thể chủ động cái này nhé. Đây, ok, 12 bạn chung, ok, 12 bạn chung này đều học trường đại học kinh tế cùng với Du cả, nhưng mà anh này lại 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 chưa, không có người bạn chung với Pushkin, Du đại học kinh tế đúng không ạ? Và Du sẽ nhìn này, ngày 20 tháng 6 này anh ấy post một cái bài này là nhà giáo Việt Nam, anh này là giảng viên trường đại học kinh tế đúng không ạ, rất hay. Và doanh nhân thương mại. Ok, bây giờ Du sẽ kết nối với anh này như sau ạ. Đầu tiên là Du sẽ like cái bài của anh ấy này. Sau đó Du sẽ kết bạn này. Ấn vào hình ảnh của anh ấy, like một cái. Hầu như đây là giảng đang là giảng viên của đại học kinh tế các ạ. Ok, anh này hơi đông kết bạn nhưng không sao. Thì chúng ta sẽ, thì tự nhiên là Du sẽ follow anh này. Có thể tôi nhắn một cái tin như sau ạ. Xin chào anh Tuấn. Có thể chúng ta sẽ vào chúng ta xem anh này anh ấy đang biết những cái gì, chúng ta có thể tương tác với anh ấy, ví dụ như đây em có thể nếu mà anh ấy post một cái bài thì lên, có thể các anh chị sẽ tương tác như sau ạ. Nếu mà anh post một cái bài thì có thể em thấy một cái bài anh viết về một cái gì đấy rất là hay và em đang em thấy là cái chủ đề rất là hay, có thể là anh chia sẻ với em một chút được không, có thể rất là đơn giản. Đây là hội thảo hợp tác giữa trường đại học kinh tế, trường đại học ngoại thương đúng không, một số trường đại học bên nước ngoài nữa. Ok, bây giờ Du sẽ hỏi anh một chút này. Hỏi một chút ạ. Xin chào anh Tuấn, em có thấy anh post lên một, anh có chia sẻ, chúng ta nên dùng tiếng Việt có dấu ạ, chia sẻ một bài về sự hợp tác giữa một số trường đại học đúng không, và về nhóm sở hữu trí tuệ và du lịch thì em đang quan tâm đến vấn đề này đúng không ạ? Có thể các anh chị vấn đề này rất mong được anh giúp đỡ và chia sẻ. Ok, đây là một cái cách, một cái kinh nghiệm tương tác đúng không ạ, đây là một cách nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ làm tiếp một người khác. Thì nếu cái này mà các chị mà không muốn hệ, các chị có thể ở nhà, các chị có thể xây dựng đội nhóm, cái này chú Đinh rất giỏi các chị ạ. Lát có thể là tôi sẽ mời chú Đinh chia sẻ một chút về cái này, nhưng mà tôi thấy chú Đinh ở Mỹ nhưng mà có thị trường trên 53 quốc gia luôn các chị ạ, rất nhiều quốc gia bên nước ngoài. Tôi tìm tiếp theo một người khác đây, kinh tế này, đó, ngân hàng quốc tế này. Ok, đó, cái bạn anh này, ủy ban đại học kinh tế quốc dân rất nhiều cái gì. Đương nhiên là mỗi các anh chị có một cái hướng đi riêng nhé, đúng không, có thể là có những người thích là tìm những người phụ nữ chăm sóc con cái thì các chị có thể chủ động tìm. Ok, anh này là hiện tại đến từ Phú Thọ này, đang ở học trường đại học Nguyễn Du này, mới post lên trên này là ngày 20 tháng 6, tức là rất là mới đúng không ạ. Ok, nhớ một quà hoàn ở nhà. Ok, rất hay. Bây giờ tôi sẽ kết nối với anh này, giữ thêm bạn một cái đúng không ạ, và tôi sẽ like ảnh của anh một cái để anh ấy có cái ấn tượng với mình. Thông thường ấy, lên cái Facebook của chúng ta cần phải làm thật là cẩn thận, anh này không like được không. Facebook của chúng ta để Facebook của chúng ta xấu hoặc là không có chuyên nghiệp ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Bạn ra tôi sẽ bảo như sau này, đấy, Facebook thì cần màu xanh này. Anh này anh hình như là đang đi tham gia chương trình huấn luyện tình nguyện viên gì đấy anh chị ạ, tôi sẽ xem thử nhé. Để các anh chị tìm ra một cái tương tác, cái điểm chung gì đấy ạ. Có thể thông thường nếu mà Du làm ấy thì nhiều khi thì Du lại gặp một số các anh chị là thi bóng đá thì Du tương tác bóng đá hôm nay trận này hay như nào đấy đúng không ạ. Đây là một số cái hình tương tác này. Con trai Du chưa có gia đình những cái này tương tác hơi khó đúng không ạ, nhưng bây giờ Du sẽ tìm cái đây là X factor chẳng hạn đúng không ạ, có thể chúng ta tương tác với người ta thì nó sẽ tạo những cái tương tác. Bây giờ Du sẽ like này. Hoặc có thể nếu đơn giản nhất các anh chị có thể viết một câu, đương nhiên nó là một xác suất nhé, chúng ta không lo một cái gì cả. Xin chào,
Xin chào anh Thanh. Rất vui được biết và kết bạn với anh. Em tên Du, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với anh chị ạ. Em thấy Facebook của anh có nhiều hoạt động teamwork, hoạt động đội nhóm rất hay. Anh có thể chia sẻ giúp em được không? Đó, cái này tương tác đúng không ạ? Thì có thể là đương nhiên là người ta có thể kết bạn bởi vì cái này là cái thị trường bao la các anh chị ạ. Thì đó cũng là một sự kinh nghiệm của Du trong cái quá trình làm kinh doanh với NoSkin. Nên thành ra công việc này các anh chị ạ, nếu mà chúng ta biết cách làm, thế đây là một số kỹ năng mà có thể biết đâu đó các anh chị có thể thêm một cái kỹ năng đó để các anh chị có thể vận dụng trong quá trình chúng ta làm cái kinh doanh này. Thì cái thời gian mà Du chia sẻ về kỹ năng online cũng như là cái sự áp dụng internet kinh doanh với NoSkin ấy, thì của Du thì tạm thời thì kết thúc tại đây. Bây giờ thì Du sẽ có thể là một số các anh chị có cái câu hỏi nào đó có thể là phần hỏi, nhưng mà trước khi mà vào phần hỏi đáp ấy, thì chắc chắn là Du sẽ phải mời chú Đi Nguyễn. Hôm nay là rất là may mắn bởi vì là chú Đi Nguyễn đã có trong mặt trong webinar ngày hôm nay, thì có thể là Du mời chú Đi chia sẻ trước tất cả các anh chị chúng ta về, bởi vì đây là cái người mà Du rất là ngưỡng mộ các anh chị ạ. Và Du, Du thực sự là Du sao chép Du đi nhiều các anh chị ạ. Và Du có thể mời chú Đi chia sẻ một chút về cái online cũng như là cái internet trong kinh doanh Venuskin ấy, thì trên thế giới thì đang phát triển như thế nào, có thể chú Đi chia sẻ tất cả các anh chị chúng ta một chút ạ. Ok rồi, cảm ơn chú cũng theo dõi mấy cái webinar thường xuyên đó, nhưng mà một trong những cái đề tài mà chú thích hiện nay đó thì đó là cái vấn đề internet, new skin đó, người ta dùng cái chữ này nè, tức là digital network marketing, tại vì network marketing nó là một cái kênh phân phối. Một số mấy anh chị mình nghe thường xuyên cái từ là online marketing. Online marketing nó cũng là một cái kênh phân phối khác. Thành ra nhiều khi đó mình đừng có nhập nhằng giữa hai cái kênh phân phối, vì mình không thể nào làm nhiều cái kênh phân phối cùng một lúc nữa. Nhất là trong việc mà mình đang xây dựng cái đội nhóm đấy, thì cái đội nhóm của mình nó sẽ phân vân và người ta sẽ không biết là cái đường nào. Thành ra ở đây mình chỉ phải phân biệt cho rõ. Thành ra New Skin trong cái tương lai đó, người ta dùng cái là Digital Network Marketing, tức là một cái phân, người ta sẽ phân biệt là network marketing truyền thống như lâu nay mấy anh em mình gặp bạn rủ ra quán cà phê, mình chỉ nghĩ ở trong cái vùng của mình ở thôi ha, và trong tương lai nó có một cái từ khác đó, tức là nó kỹ thuật số hóa cái network marketing, nên là digital network marketing, có nghĩa là mình phải phải mở rộng khắp nơi. Ở đây đó thì chú mình cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị một vài phút cái vấn đề là cái một cái ý niệm anh chị. Mà hiện nay đó mấy chị biết là qua cái network, qua cái internet thế giới nó thay đổi quá nhanh mấy chị, nó theo cái lũy tiến này, nó exponential, nó mình tiếng Việt mình tra cái chữ tiếng Việt thì hình như là cái số mũ đó, hàm số mũ đó. Mọi thứ mấy chị, từ kiến thức của con người, mấy chị tưởng tượng là bây giờ bên châu Phi đó, một đứa bé châu Phi có thể là không đi học anh chị, nhưng mà với cái mobile phone, với cái điện thoại thông minh, với internet thì kiến thức nó có thể bằng ông tổng thống Bill Clinton cách đây 15 năm, mấy chị tưởng tượng nổi. Tức là cái kiến thức mà có thể thằng bé ở châu Phi nó có thể nó biết được anh chị, nó tương đương với một vị tổng thống cách đây 15 20 năm trước. Người ta nói những cái con số này để cho thấy là hiện nay mọi thứ mấy chị ha, mọi chuyện từ tốc độ, từ những cái trong tương lai mấy chị, những cái hình thức về robot, về 3D, máy in 3D và rất nhiều việc khác mấy chị, thế giới nó đang đi với lại một cái tốc độ là theo cái lũy tiến đó. Trong khi mấy chị, trong khi cái kinh doanh của mình nó vẫn là từ từ tà tà, bước hai bước lùi bước, bước hai bước lùi bước mấy chị. Mình vẫn nghĩ ở Hà Nội, mình vẫn nghĩ ở Lào Cai, mình vẫn loay hoay trong một cái thành phố nhỏ ở Hội An hay là ở Đà Lạt hay ở đâu đó mấy chị. Thành ra cái đó để cho mấy chị thấy phải qua cái internet mấy chị, phải qua như cái đề tài hôm nay
Du chia sẻ đó, để mà mình có thể bắt kịp thời mấy anh chị, chứ còn không thì mình sẽ bị tụt hậu. Hiện nay một số mấy anh chị nghĩ là mình sẽ tăng 10%, 5%, tại sao không tăng 10 lần mấy anh chị, mà phải là 10%? Thành ra cái này là cái mà chú cũng muốn chia sẻ với lại Du, với lại một số mấy anh em trẻ đó. Cái Nu Skin mấy anh chị, nó có một cái công thức nó rất đơn giản. Tức là nếu mà muốn làm 10.000 đô một tháng thì mình cần có 70 executive. Ok, mấy anh chị có viết, mấy anh chị ghi xuống nha. Nếu mà mình muốn làm 10.000 đô mỗi tháng, mỗi tháng mà vậy nha, tức là mình phải có 70 executive, và những người executive này người ta có khoảng chừng 3 cho tới 3.000, trung bình là khoảng chừng 3.000 điểm mỗi tháng. Và nếu vậy mấy anh chị, nếu mà mình có một muốn có 100.000 đô mỗi tháng thì mình cần bao nhiêu mấy anh chị? Chỉ cần thêm số 0 thôi, tức là mình cần có 700 executive. Và nếu, chứ không biết là giấc mơ của đồng công Du như thế nào, giấc mơ của một số mấy anh chị trẻ như thế nào, nhưng mà mình đề nghị mấy anh chị đã mơ rồi đó thì mình phải mơ cho nó lớn. Tức là nếu một ngày nào đó đồng công Du có một cái thu nhập thụ động là 1 triệu đô mỗi tháng, thì đồng công Du chỉ cần 7.000 executive thôi. 7.000 executive nghe thì nó lớn mà chị, nhưng mà thật là tại vì 7.000 đó nó sẽ tới từ 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 3.500, rồi 3.500 nó tới từ 1.200 mấy đó mấy anh chị, nếu mà mấy anh chị gấp đôi cái số lượng executive mỗi 3 hoặc là 4 tháng. Bây giờ câu hỏi về giờ chú hỏi vui nè, nếu một mũi executive nếu muốn làm được chuyện đó đó, thì thứ nhất là gì, mình phải có một cái cách đó là làm sao để ra executive mỗi 3 hoặc là 4 tháng. Ở Việt Nam hiện nay ở Việt Nam hiện nay theo cháu nghĩ nha, theo cháu nghĩ đó, thì mũi executive nếu muốn trở thành executive thì trung bình hiện nay ở Việt Nam là bao nhiêu tháng? Trung bình, chú nói không phải nhanh nhất, không phải chậm nhất, trung bình. Dạ. Cháu nghĩ là khoảng trung bình thì khoảng 3 tháng ạ. Thôi cho 4 tháng này nha, cho 4 tháng. Dạ, dạ. Nhưng là Nu Skin nó cho phép mình 6 tháng anh chị. Nhưng mà nếu mỗi 4 tháng Du làm sao mỗi executive có thể ra đời một executive khác, thì rõ ràng là mình gấp đôi cái con số của mình mỗi 4 tháng. Mình gấp đôi, tức là tăng trưởng 100% mỗi 4 tháng mình. Thành ra cái con số 70 executive, 700, thậm chí 7.000 executive, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có nghĩa là cứ mỗi 1 năm đó mình tăng gấp đôi tới 3 lần. Thành ra ở đây mình muốn mấy anh chị qua cái đề tài ngày hôm nay mấy anh chị ha, qua cái internet mấy anh chị, để mấy anh chị không trụ ở một cái thành phố mình nữa, mà nó có thể nó lan cả thế giới mấy anh chị ha. Và qua đó mấy anh chị, cái dĩ nhiên là cái việc của mình làm nó không thay đổi, dùng sản phẩm chia sẻ với người khác và đi tìm những người làm giống như mình, nó không thay đổi mấy anh chị, nguyên tắc nó không thay đổi. Bây giờ mình dùng sản phẩm thì đương nhiên mỗi người phải dùng rồi, chia sẻ với người khác cái khâu này là khâu quan trọng mấy anh chị này. Tại vì mình không chia sẻ với những người với một số người chỉ trong cách nhà, hay là trong cái khu phố, hay là trong cái thành phố mình ở. Và gì đó Vũ Đoàn liên lạc với một số người ở Tiệp, và bây giờ nó lan cả thành phố, lan cả cái châu Âu nữa, chứ không phải là nguyên cái nước Tiệp này, nguyên cái nước cộng hòa Séc. Thành ra qua những cái mà đồng công Du vừa mới chia sẻ, mấy anh chị có thể kết nối với người Việt Nam ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và nói người ta dùng sản phẩm, sau đó chỉ cho người ta mấy anh chị ha, chia sẻ những cái video, làm 1, 2, 3 chia sẻ video, nếu có câu hỏi mời hết vào cái 30 phút hỏi đáp. Mình đã có ở châu Âu, mình đã có ở Đông Nam Á, mình đã có ở Mỹ mình. Những cái chuyện đó nó có sẵn mà gì đó. Mọi thứ đó nó giới hạn là ngay đây mà gì. Một số mấy anh chị mình bị giới hạn ngay đây. Ngay đây mà gì này, cái tư duy của mình hiện nay đang là từ từ mà tiến mà gì, đang là đà dưới mặt đất. Trong khi thế giới đang theo hướng lũy tiến mà gì. Theo cái cấp theo cái hàm số mũ, mình vẫn còn từ từ tà tà vì cái suy nghĩ mấy anh chị, cái tư duy ở đây. Thành ra mình mong là một số mấy anh chị, dĩ nhiên là làm như thế nào đó thì mấy anh chị cũng đã nghe qua cái đồng vui trình bày, nhưng mà cái chính mấy anh chị ha, là cái tư duy của mấy anh chị. Và mình mong là một số mấy anh chị tối hôm nay mấy anh chị mở mấy anh chị ha, nó giống như có một cái ổ khóa gì đó mấy anh chị mở ra, để cho thấy là cả thế giới nó là cái danh sách của cả thế giới 3-4 tỷ người mấy anh chị, là cái danh sách của những người mấy anh chị quen biết, mấy anh chị chưa quen,
Nhưng mà có thể mấy anh chị sẽ biết là gì, tức là người này qua người kia qua người nọ. 1 triệu bây giờ chú tặng cái món này cho mấy anh em đi ngủ tối hôm nay, 1 triệu đô một tháng mấy chị, thu nhập chất lượng cao, ôi cha, ăn khá nhiều tô phở mấy chị. Một Đi cái này số 1 triệu đồng một tháng thì tiền phải nhỏ bao nhiêu cái tiếp hàng ngang hả? không, bây giờ tùy thôi bây giờ tổng cộng trong 6 thế hệ mình có 7 ngàn nha. Du sẽ rất ngạc nhiên khi mà Du thấy là có thể Du chỉ cần 20-25 hàng ngang thôi, hay là có thể 30 hàng ngang. Và rồi mỗi người, cái vấn đề ở đây là Du, vấn đề là mỗi người làm sao có khả năng cứ mỗi 4 tháng nhân rộng. Có thể nó mất Du 10 năm, có thể nó mất Du 5 năm. À, cái vấn đề là nó mất mình bao nhiêu năm để mình đạt được cái con số, nhưng mà cái con số đó nó nằm ở trong tầm tay của mình, nó nằm ở trong tầm tay của mỗi người. Nếu mấy anh chị mở cái đầu, mở cái tư duy là mình có khả năng mình làm được như vậy mấy anh chị, và mình yêu cầu mấy anh chị thoát ra khỏi cái vùng của mình ở, đừng 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 có nghĩ mình phải gặp thằng bạn mình ở nhà hàng đi uống cà phê ngày mai thì mình mới nói chuyện được mấy anh chị, đâu có nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng mà chắc chắn mấy anh chị phải chuẩn bị, phải chuẩn bị tinh thần, phải cứng cáp đủ để một người nào đó ở Mỹ gia nhập ngày mai, mấy anh chị có sức, đủ sức và biết cách mấy anh chị để có thể giữ người ta lại, để có thể thu hút người ta, để có thể giúp người ta đăng ký gia nhập sẵn, bắt đầu người ta ngay. Mấy chị phải chuẩn bị và luôn luôn phải chuẩn bị mấy chị nha. Tức là mình đã có sẵn những cái video muốn cái tăng thu nhập, hay là bên Mỹ thì có sungsungtut.com mấy chị ha. Khi người ta gia nhập mấy chị gửi ngay cái video là 7 việc cần phải làm trong vòng 30 ngày đó. Và sau đó mấy chị mời vào cái conference call mà mình có mỗi ngày ở bên bên, bên Mỹ mấy chị. Tức 3 lần mỗi ngày, bên Mỹ cứ 3 conference call, Du tưởng tượng 3 lần mỗi ngày mấy chị. Và mình sẽ có bằng tiếng Anh nếu mình chỉ có người Mỹ. Nhưng thật ra những cái phương tiện đó nó có sẵn rồi. À, hay là một số mấy anh chị mình biết là ở Việt Nam bây giờ vẫn chưa vào cái kinh doanh nuskin.com gạch chéo NPP mấy chị, để có thể có những cái buổi huấn luyện nó nằm sẵn ở trong đó hết mấy chị. À, bây giờ mình muốn trở lại cái đề tài và cái câu hỏi của Du đó. Thế giới hiện nay nó phẳng mà, nó không có cái biên giới của nó. Cái vấn đề là mình giới hạn mình thôi, chứ còn không có ai giới hạn mình, mình tự giới hạn mình. Thành ra mấy anh chị chỉ cần một người thôi, mấy anh chị đừng có nôn nóng là em phải đi tìm mấy trăm người hay mấy, từng người một, từng gia đình một, mấy anh chị làm quen với người ta trước, cứ nguyên tắc mấy anh chị, mình làm quen với người ta trước, chứ còn mình cứ muốn người ta là bạn của mình trong khi mình không muốn làm bạn với người khác thì cái đó nó không có, không không nó, nghe nó không có hợp lý mà vậy. Mình mở lòng, mình làm bạn, mình kết nối, và qua đó mấy anh chị chỉ đơn giản hỏi thăm người ta, xem người ta quan tâm về cái gì trong cái việc làm của anh đó, có cái gì anh thích, có cái gì anh không thích này, và mấy anh chị chia sẻ cái việc của mấy anh chị làm một cách nhẹ nhàng, và có thể mấy anh chị ha, một cách gián tiếp hỏi mấy anh chị đó là anh chị có quen ai hiện nay đang muốn làm việc ở nhà đó, thì có gì anh chị giới thiệu gì. Và nếu người ta hỏi thêm mấy anh chị cứ gửi sungsungtut.com hay là bốn cái tăng thu nhập.com, hay là người ta quan tâm về vấn đề sức khỏe mấy anh chị thì cứ gửi cái sống trẻ sống khỏe.com. Đó, thành ra đó là những cái phương tiện mình có sẵn rồi, vấn đề là mấy anh chị ứng dụng nó như thế nào thôi. Thiệt ra đó chú hiện nay thì có, chú không có đếm rõ là bao nhiêu quốc gia đó, nhưng mà có điều chú không phân biệt người đó là ở đâu, chú chỉ đi tìm những người đang đi tìm vậy thôi. Hỏi chú đi tìm gì, chú chỉ nói đơn giản là chú đang đi tìm những người đang đi tìm, chú không nói là chú đang đi tìm những người đang đi tìm ở Mỹ nha, chú sẽ không nói tôi đang đi tìm những người đang đi tìm ở Việt Nam ha, chú chỉ nói là đơn giản là hiện nay tôi đang đi tìm những người đang đi tìm, và người đó có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới này. Thì đương nhiên hiện nay mình có 54 quốc gia, và chỉ cần một người, chứ chỉ cần một người, một duy nhất là Trần Thu Hương ở Đức, để rồi bây giờ có Na Uy và nhiều quốc gia khác, nghe không? Chứ chỉ cần tìm một người thôi, ví dụ như Tuấn Trần rồi ra Minh Nguyễn rồi bây giờ ra Hà Lan và nhiều nhiều người khác, chứ chỉ cần tìm một người như Kiệt Nguyễn thôi bây giờ ra nguyên cái chị cô Trần Bích Nga và nguyên cả một cái đội nhóm ở Việt Nam đó, chứ chứ chỉ cần một người thôi là cô Hà thì bây giờ có đội nhóm của Đồng Công Du và nhiều quốc gia khác vậy thôi, chứ đâu mình đâu có cần đi tìm nhiều người mấy chị hết. Thành ra mình hy vọng là tối hôm nay mình chỉ yêu cầu mấy anh chị nhớ một chuyện thôi, thế giới hiện nay đang phát triển và thay đổi
theo cái hướng lũy tiến thì mình không có cách, mình không thể nào suy nghĩ. Tiếng Anh nó kêu là linear thinking, mình trong khi cái thế giới nó đang exponentially nó grow, có nghĩa là nó đang tăng trưởng theo cái lũy tiến, trong khi mình suy nghĩ cứ tà tà tà. Thế giới hiện nay đang đi hỏa tiễn, mình đang đi xe bò, mình vẫn còn nhờ bò nó kéo xe. Và xin lỗi, nhiều khi nói về hơi đụng chạm nữa, nhưng mà nó thực tế nó vậy. Một số mấy nay mình vẫn còn trông cậy vào mấy con bò nó kéo mấy chiếc xe của mình. Và cái mà để mình có thể thoát ra được là mấy anh chị mở cái tư duy của mình và có một cái giấc mơ lớn, là một ngày nào đó đồng công du sẽ làm 1 triệu đô mỗi tháng. Một số mấy anh em mình phải làm vài trăm ngàn đô mỗi tháng đều đặn. Và cái đó nó tới từ đâu? Rất đơn giản anh chị, một cái mạng lưới rất lớn của những người khách hàng trung thành dùng sản phẩm mỗi ngày. Và cái đó nó bắt đầu từ đâu mấy anh chị? Mấy anh chị phải mở ngay đây, ngay tối hôm nay mấy anh chị ha. Mình mong là một số mấy anh chị cho mình một cái cơ hội mấy anh chị, tự cho mình một, vì chính mình đã khóa chặt, chính mình giới hạn mình anh chị. Nó không nhất thiết phải ở ngay trong vùng mình ở, nó có thể ở bất cứ nơi nào qua internet mấy anh chị, có thể kết nối với cộng đồng người Việt Nam mình khắp mọi nơi trên thế giới này vậy ha. Và đừng bao giờ phân biệt là người đó đang ở quốc gia nào anh chị. Mình đang đi tìm những người đang đi tìm, và rất nhiều người Việt Nam hiện nay đang đi tìm một cái cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời của mình. Ok you. Dạ vâng, cảm ơn chú Đinh rất là nhiều ạ. Đúng là mỗi lần nghe chú Đinh chia sẻ thì mình du lập cũng lại được reset mình lại một lần nữa, và mình lại có thêm những cái động lực và cái niềm tin để mình làm công việc này các anh chị ạ. Thì cái phần tiếp theo thì các anh chị nào có câu hỏi thì các anh chị có thể ở phần chat, có thể là du nhờ, không biết là mâm mâm xem được phần chat không, con không xem được phần chat mâm ơi, và chú Đinh có xem được phần chat, thì có ai có câu hỏi thì các anh chị có thể đánh phần chat đó, và du có thể là chia sẻ với các anh chị chúng ta một chút. Nếu mà các anh chị có những câu hỏi nào, Ok mấy anh chị nào có câu hỏi, mấy anh chị bấm vào cái dấu bàn tay hoặc là viết mấy chữ phía dưới nha, rồi đồng minh vô sẽ trả lời. Ok, có câu hỏi. Hiệp Ngọc có hai bạn đang sống ở Florida, khi nói chuyện họ nói ở Mỹ làm gì cũng phải lấy bằng, không giống ở Việt Nam, có đúng vậy không? Thì ok, để cái câu này chú trả lời đúng và không đúng. Tức là mọi chuyện nó đều có bằng nếu nếu mà cái luật lệ nó đòi hỏi. Cô này ví dụ như một vài cái kinh doanh nó đòi bằng cấp, và có rất nhiều kinh doanh nó không đòi bằng cấp. Ví dụ như phân phối sản phẩm của Nu-Xin thì chắc chắn không cần bằng cấp, nhưng mà đi làm móng tay nó cần bằng cấp, đi cắt cỏ không cần bằng cấp, nhưng mà mình phải xin giấy phép. Thành ra cái câu ở đây đó là khi nói chuyện họ nói ở Mỹ làm gì cũng phải lấy bằng, thì câu này không đúng. Chỉ có một số lấy bằng, một số đòi hỏi nó lấy bằng, còn những cái việc khác, mở nhà hàng đâu cần lấy bằng, hớt tóc thì đương nhiên cần phải có bằng cấp, nhưng mà mở nhà hàng không cần phải tốt nghiệp ở một trường đại học nấu nướng thì mới ra mới có bằng được. Em ở đây cái câu trả lời nó là như vậy. Ok. dạ ok ạ. Có ai có cái câu hỏi gì nữa thì có thể là nhờ chú Đinh đọc Ok, một thêm ạ. số mấy anh chị mạnh dạn hỏi mấy chị ha, rồi nếu mà anh chị giơ tay chắc nhờ chị Hà coi thử bên cái kia bên kia có một số mấy anh chị nào giơ tay. Mấy anh chị nên mạnh dạn hỏi đó, tại vì mình thấy là mỗi lần mà gặp riêng đó thì mấy anh chị hỏi rất nhiều, nhưng mà khi mà nói lên trên webinar mà hỏi đó thì hình như mấy anh em mình hơi ngại, tại vì có thể quen không quen hỏi, và có thể nói là cái câu hỏi này nó không hay lắm hay là gì đó. Mấy anh chị đừng ngại mấy anh chị, vì câu hỏi của mấy anh chị nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người khác. Thành ra cái đó là cái điều mà mình đang cần. Ok, có một người tên là Hiền Minh gì đây hả, mình mở cái like, đang tắt cái micro, đang mở cái micro lên nha, có thể nói được. Hiền Minh Hello, rồi, rồi có nghe, anh có nghe được lại có không nghe ạ? rồi à, có nghe rồi Du à, chị Hiền đây. à, xin chào. Chị muốn hỏi một câu là, ví dụ chị đang có một cô bạn ở bên Đức. Chị cũng không biết là cô ấy ở cụ thể là ở cái bang nào, nhưng mà trong trường hợp mà muốn giới thiệu cái New Skin cho cô ấy, thế thì nếu mà ở bên Đức họ chưa có cái hệ thống phân phối ấy,
Thì làm cách nào để order hàng hoặc là cho các bạn đi tham gia được vào cái hệ thống của mình bên này? Dạ, ok, cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của chị Hiền. Thì cái câu hỏi của chị Hiền cũng là cái câu hỏi của rất nhiều các anh chị trong cái đội nhóm của chúng ta, bởi vì là chúng ta thì không phải là mỗi Đức đâu anh chị ạ. Và với cái cơ hội hôm này thì các anh chị có thể là chạy đội nhóm kể cả là ở Úc này, ở châu Úc này hoặc là ở Mỹ này. Thì trừ Việt Nam ra thì cái này là cái không biết là trừ Việt Nam ra thì tất cả các quốc gia khác ấy, thì các anh chị nào có thể là mua hàng ở quốc gia đó được. Và mã số Việt Nam của mình ấy, mã số Việt Nam thì cũng như là mã số duy nhất trên thế giới có thể là bảo trợ trực tiếp cái nhà phân phối ở một cái nước nào đó, bất cứ một nước nào đó, thì các anh chị có thể là vào cái trang là com này. Anh em có nhìn được cái trang trên trên Google đang vào com. Ok, Rồi tạm đang thời sẽ còn là để mình trả lời thêm, phụ thêm với lại Du đó. Thì chị Hiền hiện nay đó bên Đức mình đã có hệ thống rồi, Nuxin đã có mặt ở Đức gần 20 năm, thành ra mình cũng đã có nhà phân phối riêng người Việt Nam mình ở Đức, mình đã có Ruby ở Đức. Thành ra đối với người ở Đức đó thì không biết là chị Hiền muốn muốn người ta là dùng sản phẩm trước phải không, hay là nhà phân phối muốn giới thiệu thì sản chắc phẩm. là sẽ phải dùng sản phẩm trước, bởi vì là cô ấy sang Đức khoảng tầm được hơn 1 chục năm rồi, À. thì hiện tại mới là ở nhà và làm nội trợ thôi. Thì chắc là cái việc mà để cho cô ấy quen với cái tầm nhìn là để kinh doanh thì cũng chưa có được nhiều ấy, do Ok, thì vậy cũng mà được. em muốn giới thiệu trước. Và Bây giờ Hiền mở Hiền vào, có thể giúp người bạn của mình, tại vì Hiền ở Việt Nam nhưng mà khách hàng của mình có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Và khi người ở Đức mua ở Đức thì mình cũng vẫn được điểm, vẫn được tiền hoa hồng đấy. Thành ra đơn giản là vào cái trang nuskin.com, tức là cái mà đang thấy trong cái màn hình này, xong cái chọn không phải đó. Ok, Germany, không biết là ok đúng rồi đó, hình như vậy. Chọn cái nước Đức đấy, thì khi mà vào trong này đó thì chọn cái chữ product đó, tức là sản phẩm đấy, và nhờ những người và khi nếu mà ví dụ như mà nên nhớ nha, tức là bên Đức có thể là sẽ có rất nhiều sản phẩm ở Việt Nam không có. Thế nên cái vấn đề là mình xem coi thử là người ta cái cô đó có cái nhu cầu là cái gì, và mình vào trong đó và mình nói cô vào trong đó có thể mua. Ok, Chỉ cần đặt mà tiền mua và trả mua ở và mua ở bên Đức luôn cũng được đấy nhỉ? mua bên Đức, bên Đức nó sẽ gửi tới nhà cho cô đó. Và đương nhiên khi Ok. mà cô đó muốn mua nó thì cái câu hỏi đầu tiên đó là cái mã số của người giới thiệu, thì nhớ đánh cái mã số của mình vô ha, là vì mình sẽ Ok được cái miếng. ạ, Và người đó đánh tên họ địa chỉ muốn mua cái món gì, trả tiền bằng thẻ rồi thì rất nhẹ nhàng, 2-3 ngày sau là có mặt trước cửa nhà. ok, rồi cảm ơn anh, cảm ơn Dương. Rồi mình có luôn cái cộng đồng của team Nu Việt của mình ở Đức đó, nếu mà em muốn giúp đỡ đó thì cứ cho biết, ví dụ như có cô bạn ở bên Đức ở thành phố nào đó cần giúp đỡ thì nhờ chị giúp giùm. Và đặc biệt nữa là có thể nói vậy nè, tối thứ ba, cứ nhớ ngày thứ ba nha, tối thứ ba giờ của Đức đó, và lúc 21 giờ giờ của Đức, thì vào cái trang hội thoại châu Âu.com, hội thoại châu Âu.com, để có thể hỏi chị Hà, hỏi cô Aloha về bất cứ câu hỏi gì liên quan tới sản phẩm. Mình có 30 phút hỏi đáp ở châu Âu vào mỗi tối thứ hai chủ Tối thứ nhật, ba. vào 21 giờ, thì tối thứ ba là tối của cô Hà nè, hội thoại châu Âu.com nha. Và biết đâu được, chỉ cần một người một thôi thì mình có thể làm chủ được cả một cái quốc gia. Em mới chia sẻ cụ thể. Ok, rồi, cảm ơn anh Kim, cảm ơn Rồi. Ok, mấy anh chị nào có câu hỏi, mấy anh chị bấm vô bàn tay nha. Như chị Hà muốn thấy có giơ tay anh chị Hà.
Aloha Montecito gì đây, không biết ai. Dạ, yeah. Ok, ông có đi. Ok, dạ. Yeah. thì hồi nãy tại vì muốn trả lời giúp cho Du đó, về cái câu của chị Hiền hồi nãy đó. Nhưng mà ông có đi trả lời hết trơn rồi. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn mong. Anh chị nào có câu hỏi nha, hỏi cha bữa nay rất đông, mình ra một số anh chị nhớ hỏi. Có cái câu hỏi nào? Ok, bây giờ có người có câu hỏi nè. Hi Chi Yung. Yeah, I don't know how to say it in Vietnamese, but I'll ask in English. Can you tell us the main difference between the network, social media network marketing and then online marketing? And how, like, a lot of people are confused between the two. Can you make, like, a, can you differentiate the difference between the two? Okay. Câu hỏi của Julie like, đó. Like, in more detail, like, in a little bit in more detail. Okay, cái câu hỏi của Julie đó là, cái sự, đâu là cái sự khác biệt giữa cái online marketing và cái social media, online marketing, network marketing, Việt Nam. Cái câu trả lời đó nếu mà Julie không hiểu tiếng Việt cái gì chú nói chuyện với Julie sau, nhưng mà mấy anh chị sẽ thấy là hiện nay đó nó có cái xu hướng đó là một số mấy anh em mình post những cái product online để mà mình bán, thì cái đó nó gọi là cái online marketing. Online marketing là mấy anh chị có thể bán qua website, mà nếu mấy anh chị post ở trên Facebook để mà bán, tức là Facebook nó là social media, nó là mạng xã hội. Thành ra nó có một cái từ đó là social media online marketing, tức là mình vẫn bán qua mạng nhưng mà qua cái social media, tức là trên những cái phương tiện như Facebook hay là YouTube. Còn online marketing đó, thì nó general, có thể bán lên website. Thành ra nó cái sự khác biệt ở đây là dùng cái social media để mà bán hàng ở trên online, mình chỉ online marketing. Thành ra cái đó nó không đúng hẳn với lại cái chiều hướng phát triển của New Skin đó vậy nha. Chiều hướng phát triển của New Skin đó là mình xây dựng cái mạng lưới phân phối mà gì. Qua có thể, thành ra cái chữ mà mình nghĩ là chính xác nhất đó là Digital Network Marketing. Nó đúng nghĩa hơn là cái chữ Online Marketing. Là tại vì có thể một số mấy anh chị bán hàng, mình biết là một số mấy anh chị ví dụ như mình quảng cáo những cái sản phẩm ở trên Facebook đó, rồi người ta mua, rồi mình cũng phải ship hàng, mình cũng phải gửi hàng tới cho người ta mấy anh chị. Và cái đó là cái việc mà có thể là mình có đồng ra đồng vô, có thể là mình giới thiệu sản phẩm thì ok mấy anh chị ha, không có gì sai trái. Nhưng mà mình nghĩ về lâu về dài đó, mình không muốn làm là phải đi bán hàng, phải đi ship hàng, phải gửi chỗ này, gửi chỗ kia mấy anh chị. Mà mình muốn là mình nhân rộng nó ra. Dĩ nhiên một ngày nào đó cái mình muốn là gì mấy anh chị? Mấy anh chị phải phải nhớ rất rõ này, cái mà mình muốn mà mình phải xác định là gì, là mình muốn cái thu nhập chất lượng cao, mình muốn cái thu nhập đòn bẩy, mình muốn cái từ mà ở Việt Nam người ta không muốn dùng, đó là cái thu nhập thụ động mấy anh chị. Cái đó là cái mà chị muốn. Còn nếu mấy anh chị muốn mỗi tháng mình ngồi ở nhà mình bán một vài sản phẩm, mình kiếm vài triệu thì cái đó cũng không có gì sai trái mà vậy. Nhưng mà thì mấy anh chị có thể tiếp tục bán những cái sản phẩm trên Facebook hay là online, và mấy anh chị có thể ship đi, gửi ra, gửi vô, ok, thì nó cũng đỡ hơn là vấn đề mình đi làm ở đâu đó mấy anh chị, có thời gian cho con cái. Nhưng mà thật sự cái mà New Skin người ta sắp tới mấy anh chị, người ta dùng đó là Digital Marketing, Digital Network Marketing. Mình chỉ ngại đó là mấy anh em mình đang có một cái vũ khí tối tân thì mình lại sử dụng được có khoảng chừng 1% hoặc là 5% mấy anh chị, thay vì 100%. Thì nó phí đi cái cơ hội mà mình có. Thành ra ở đây mấy anh chị nên tập trung vào cái vấn đề là làm sao để có nhiều người làm giống như mình, làm sao để có 70 executive mấy anh chị, chứ không phải một executive là mình. Làm sao để có 1% của 100 người, chứ không phải là mình làm 100%. Nếu mình chỉ nhớ một vài cái nguyên tắc như vậy thì đó là cái sự khác biệt. Julie có gì đó thì chú nói chuyện riêng với Julie về cái này ha. Ok, thank you to you. Ok. Hiệp, để coi, ok, mình chỉ cần, ok you. Mình có một cái này. Khi phát triển mạng lưới nhà phân phối có nhiều người cung cấp cùng sản phẩm thì có thể nói rằng họ đang cạnh tranh giữa các nhà phân phối với nhau không? Có khác biệt như thế nào với kinh doanh truyền thống? Không, thì khi mà phát triển mạng lưới thì có nhiều người cung cấp cùng sản phẩm thì đương nhiên là có một cái sự cạnh tranh nhé.
Nhưng mà cái sự cạnh tranh ở đây đó, nó không phải là mình phải cạnh tranh giống như là cái kinh doanh truyền thống nha. À, ví dụ như mình nếu mà tập trung vào vấn đề cũng giống như mình có thể nói này, mình đang trong một cái cuộc chạy đua về hệ thống phân phối. Ai có nhiều người, nhiều hệ thống phân phối, nhiều nhà phân phối thì mình nắm thị phần. Và trong cái cuộc chạy đua đó mấy anh chị, luôn luôn trong kinh doanh đó, thì mình phải có cạnh tranh. Nhưng mà cạnh tranh ở đây đó mình không phải thù ghét hay là mình phải, nhưng mà trong cái network marketing đó, cái vấn đề là ngay cả sideline với nhau mấy anh chị. Nếu mà câu hỏi là có sự cạnh tranh không thì cái câu trả lời có thể là có mấy anh chị, nhưng mà cũng có thể là không, là tại vì sao? Cái việc mà mình giúp người ta, người ta giúp mình. Cạnh tranh chỉ khi nào nếu mà mình chỉ nhắm ở Hà Nội thôi. Nếu một số mấy anh chị chỉ nhắm ở Việt Nam thôi thì có thể mấy anh chị phải có cái cảnh cạnh tranh. Ví dụ như nhà hàng thì cạnh tranh với nhau mấy anh chị là tại vì cái địa bàn hoạt động của người ta chỉ trong vòng bán kính 5 cây số này thì người ta có sự cạnh tranh. Nhưng mà nếu cái địa bàn của nhà hàng đó là cả thế giới thì chẳng có gì phải cạnh tranh này. Thì hiện nay cái địa bàn hoạt động của network marketing là cả thế giới, là 54 quốc gia mấy anh chị. Thành ra ở đây vấn đề là mình có cái văn hóa, mình chủ trương là giúp đỡ nhau sideline, mặc dầu trên danh nghĩa mình cũng chẳng có cái liên hệ về vấn đề tài chính nhưng mà mình vẫn giúp nhau ha. Cũng giống như mình giúp rất nhiều người, ngay cả cái đội nhóm của Nhật hay là của Phi hay là của Indonesia, của nhiều quốc gia khác, mình cũng vẫn giúp như thường này. Trong cái tinh thần là mình giúp lẫn nhau, nhưng mà kinh doanh truyền thống thì không có cái việc chuyện đó mình vậy ha. Chắc chắn cùng ngành nghề, tức là mình phải cạnh tranh, mình phải phá giá, mình phải triệt tiêu cái đối thủ cạnh tranh. À, cũng giống như cái từ mà mình hay nói là thương trường là chiến trường, nhưng mà đối với Nuosin mấy anh chị, hay là đối với network marketing nói chung đó, thì thương trường nó không phải là chiến trường. Cũng giống như mình đâu có phải nhìn Amway như đối thủ cạnh tranh mấy anh chị, mình chưa bao giờ mình nhìn Herbalife như là đối thủ cạnh tranh, mà rõ ràng đó là những người anh em cùng chung xuồng với mình. Nên thành ra mình không bao giờ mình nói xấu những cái công ty khác mấy anh chị ha. Anh là để trả lời cho cái câu của anh Michael đó, thì cái trong cái môi trường của network marketing nó khác với cái kinh doanh truyền thống cái chỗ đó. Ok, cảm ơn. Ok, you. Dạ vâng ạ. Thì nếu mà không có các anh chị nào có câu hỏi gì thêm ấy, thì cái chương trình webinar của đội nhóm của chúng ta kết thúc tại đây. Thì lát có thể nhờ chú Đin thâu lại và post lên trên Nano Việt dùng tất cả các anh chị chúng ta rồi. Thì xin chào tất cả các anh chị, chúc tất cả các anh chị chúng ta có một cái tuần làm việc, những ngày làm việc cuối tuần hiệu quả và thành công ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.